đồng chí đại biểu, thưa toàn thể các anh chị đại lý và bà con nông dân, tôi xin được phép ngắn gọn ba phút thôi. Thứ nhất là nay chúng ta mới ra mắt hai cái sản phẩm. Sản phẩm thứ nhất là Zero Mix. Thì không biết là các anh chị hiểu Zero Mix là phân hay là thuốc ạ? Phân ạ. Nhưng mà nó là thuốc. Thực ra bản chất của nó là phân bón nano bạc. Và chúng ta biết nano bạc hiện nay nó dùng được rất nhiều lĩnh vực. Đời sống hàng ngày các anh chị, đầu tiên là các anh chị về bật cái máy giặt, nó có nano bạc nó không để sạch cái các cái vi khuẩn. Rồi trong cái máy răng ở nước ngoài người ta nuôi chó, người ta cũng sử dụng nano bạc cho nó vuông. Đấy thì rất nhiều trong lĩnh vực đời sống. Thì đối với cây trồng thì bạc nó không phải là một loại kim loại thiết yếu đối với cây trồng. Đấy. Nhưng vai trò của bạc có hai vấn đề và trong lúc nãy người giới thiệu thì tôi nhắc lại. Thứ nhất là nó siêu mỏng, siêu nhỏ, tức là nano tức là một phần ngàn của triệu, tức là một phần tỷ, rất nhỏ nó đấy. Và cái đặc điểm của nó là nó nằm ở trên cái bề mặt của lá và nó chui sâu vào tế bào bệnh và nó phân giải từ từ, nó không bị rửa trôi ngay như chúng ta nghĩ là nhỏ sẽ bị rửa trôi, nhưng mà nó rất nhỏ, nó phân giải từ từ và nó làm cho các cái tế bào bệnh, virus, rồi nấm, vi khuẩn là nó bị gây hại, là nó không phát triển, nó gây hại cây trồng. Thì đấy nó là cái vai trò của nó là thuốc, đúng không? Vai trò thứ hai của nó cũng là thuốc mà ở đây chúng ta nói ở nước ngoài nó gọi nano bạc á, là biostimulant, tức là chất kích thích sinh học. Chúng ta làm một số các thí nghiệm hồi lúc chúng ta đi học trung học á, thì chúng ta phải bỏ đồng bạc vô trong một cái thí nghiệm khoa học thì nó mới có tác dụng, còn nếu không có cái chất xúc tác đó, thì cái thí nghiệm của chúng ta đã không thành công. Cái vai trò của kim loại rất là quan trọng trong cái xúc tác sinh học. Và cái Zero Mix này là một cái sản phẩm nó có cái tính kích thích sinh học, vì vậy nó sẽ giúp cho cái tăng trưởng, giúp cho ra hoa nhiều, giúp cho cái việc mà chúng ta bảo quản cái hoa sau khi ta bán hoa rồi chúng ta chưng cái hoa có cái nào nó bằng lâu hơn. Thì đấy nó là ý nghĩa của nó, là cả phân và cả thuốc. Như vậy là chúng tôi cũng thấy là đây là một cái sản phẩm mới ở Việt Nam, chứ không phải là đến lớp đồng mình rất nhiều cái sản phẩm. Tôi thấy khi nano mà bán có mấy chục ngàn ký một lít, đâu phải nano đâu, nano rất đắt, rất đắt, giá phải cao chứ không thể giá thấp được. Chè lát giá đã cao rồi, nếu chúng ta ra các cái cửa hàng mà mua chè lát ít ra là 100 ngàn đến 200 ngàn ký, còn nano lại siêu nhỏ, giá rất là cao. Đấy là cũng là một thông tin chia sẻ thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta biết thế, tiêu tinh trùng là tinh trùng quế. Thì như vậy tinh trùng quế nó là ở đây là trừ tinh trùng các bạn. Nhưng mà chúng ta có thấy là nhiều sản phẩm chúng ta các anh chị đang bán, đang sử dụng là tinh dầu để làm gì? Xông hơi tối về lạnh các xông cái đèn có tí tinh dầu hoa hồng, tinh dầu gì nữa xả thơm, đúng không? Thì đó là con người. Nhưng mà đối với trùng, khi chúng ta phun tinh dầu vào thì nó làm cái lớp nó bao phủ trên lá, chống lại cái sự xâm nhập của côn trùng, của nấm bệnh. Cho nên có nhiều cái sản phẩm trước đây là dầu khoáng, tinh dầu khoáng thì dùng để và hạn chế được cái sâu bệnh nó tấn công. Vì vậy là tiêu tinh trùng nó là tinh dầu quế 16% và lại 20% là dầu thổ dầu và paraffin. Và đặc điểm của nó là tan hoàn toàn trong nước, khác với một số các loại dầu khoáng khác là tan hơi khó. Đấy thì chúng ta thấy đây là một cái sản phẩm không chỉ trừ tinh trùng mà có thể là chất phụ gia cho cái việc chúng ta quản lý các kỳ hại khác, như là chất hỗ trợ có thể là bổ sung thêm vào để gia tăng cái tính và hiệu quả của các loại thuốc trừ sâu hoặc là thuốc trừ bệnh. Ở trong cái thời điểm mùa này có thể sử dụng tinh trùng giúp cho cái việc và phòng chống cái việc mà rửa trôi chúng ta thuốc. Thì đấy là những cái đặc điểm và chúng tôi nghĩ rằng cái sản phẩm tiêu tinh trùng cũng như Việt Nam phối của Đại học Trung Nam Hàn Quốc cũng đã lên nhiều lần rồi. Năm 2014 những sản phẩm rất có hiệu quả để phòng trừ tuyến trùng. Và tuyến trùng là một cái đối tượng tại sao là rất nhiều cái vườn ở Lâm Đồng Đà Lạt chúng ta xử lý bằng methylbromide
đâu, không phải là trừ cỏ, không phải cỏ không quan trọng, nhổ ngay được. Trừ bệnh cũng một phần thôi, nhưng mà tiêu chủng nó làm cây cao cây thấp và chúng ta không bán được. Công nghệ cao thì phải 100 cây là giống nhau, đến 95% còn có 5 cây bỏ thôi, đúng không? Thì như vậy chúng tôi cũng đề nghị các anh chị có những thông tin để chúng ta sử dụng hai sản phẩm này với các cái đặc điểm của nó, giúp cho cái việc phát triển nông nghiệp của chúng ta thành công, để chúc cho hội nghị cũng như công ty phát triển hai sản phẩm tốt trong đồng. Cảm ơn.